Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. Bác sĩ khuyên cách ăn để chữa 5 bệnh mãn tính, đặc biệt là gan nhiễm mỡ, ai cũng nên tham khảo. Thứ nhất, thay đổi cách ăn uống có thể giảm bệnh gan nhiễm mỡ hay không? Thứ hai, ăn uống thế nào để có thể ngăn ngừa nhóm bệnh ngũ cao nêu trên? Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bác sĩ Giang đã bị bệnh gan nhiễm mỡ và nhiều bệnh khác. Ông đã tự chữa bệnh cho mình nhờ thay đổi thói quen ăn uống, kết quả rất tốt. Đây là lời khuyên dành cho người muốn khỏe mạnh. Ăn uống có thể thay đổi được tình trạng bệnh tật. Chúng ta đều biết rằng hầu hết mọi người đều bình đẳng trước những căn bệnh, không kể giàu nghèo, địa vị xã hội hay vùng miền. Mặc dù các bác sĩ là những người điều trị bệnh cho người khác, nhưng sẽ có lúc họ cũng bị bệnh. Nếu bác sĩ bị bệnh thì sao? Trong video này, chúng ta hãy cùng xem một vị giám đốc khoa tim mạch đang điều trị bệnh gan nhiễm mỡ cho bản thân của mình như thế nào. Phương pháp có thể là điều rất đơn giản, đó là dựa vào chế độ ăn uống để điều tiết tình trạng bệnh. Theo thông tin chia sẻ của bác sĩ Giang, trước đó, ông được chẩn đoán là bị tăng huyết áp nặng, kèm theo gan nhiễm mỡ và tăng cholesterol máu. Rõ ràng, sau một thời gian, cân nặng của bác sĩ Giang cũng đã tăng lên khoảng 73 kg. Nhận ra sự nghiêm trọng của căn bệnh của mình, bác sĩ Giang ngay lập tức bắt đầu con đường tự điều trị cho bản thân bằng cách điều chỉnh thực đơn ăn uống. Thay đổi cách ăn uống có thể giảm bệnh gan nhiễm mỡ hay không? Bằng cách ăn thực phẩm ưu tiên các loại thực vật tương tự ăn chay, hàm lượng cholesterol của bác sĩ Giang giảm dần và cân nặng của ông cũng bước đầu được kiểm soát. Vì không bổ sung thêm hàm lượng thức ăn động vật và không có lượng cholesterol nên không có sự tái phát tình trạng gan nhiễm mỡ trong 6 lần kiểm tra thể chất liên tiếp sau đó. Điều này được hiểu rằng chính bản thân bác sĩ Giang đã có những thay đổi lớn trong chế độ ăn uống trên cơ sở kiểm soát điều trị bằng thuốc. Sự thay đổi rõ ràng nhất là giảm lượng thịt và tăng tỷ lệ rau được tiêu thụ hàng ngày. Đặc biệt, món ăn quen thuộc, phổ biến và dễ ăn nhất của bác sĩ Giang chính là bắp cải luộc đơn giản. Ông ăn món này mỗi sáng. Bác sĩ Giang chia sẻ nên sử dụng bắp cải hữu cơ hoặc rau sạch, luộc trong nước sôi từ khoảng 1 đến 2 phút, không cần cho dầu và muối vào. Đợi đến khi bắp cải có thể chín được 80% thì ăn vào mỗi buổi sáng. Bác sĩ Giang cho biết, món ăn này là ví dụ trong số những thực phẩm từ thực vật mà ông ăn hàng ngày. Cách ăn này không chỉ làm giảm tình trạng gan nhiễm mỡ mà còn giúp 5 căn bệnh mãn tính trong cơ thể có sự chuyển biến rõ rệt. 5 căn bệnh này được giới chuyên gia gọi là ngũ cao, bao gồm huyết áp cao, mỡ máu cao, đường huyết cao, axit uric cao và trọng lượng cơ thể cao, thừa cân, béo phì. Ăn uống thế nào để có thể ngăn ngừa nhóm bệnh ngũ cao nêu trên? Trong mắt nhiều người, ăn chay hay ưu tiên ăn thực phẩm có nguồn gốc thực vật có nghĩa là không ăn được thịt. Đây thực sự là một sự hiểu lầm lớn về ăn chay. Người ăn chay khi thực hiện chế độ ăn của mình sẽ ưu tiên ăn thực vật, nhưng họ vẫn bổ sung đầy đủ các nguồn dinh dưỡng chứa chất đạm, protein nói chung từ các loại hạt, chẳng hạn như quả óc chó, hạt vừng, đậu phộng, đậu, vân vân, và vẫn nên ăn thịt heo, thịt bò và thịt cừu mỗi tháng một lần, đồng thời có kế hoạch ăn thịt gà, vịt, cá tôm mỗi tuần một lần, đảm bảo dinh dưỡng cân bằng và toàn diện. Về thực phẩm chủ yếu, bạn có thể giảm lượng thức ăn chủ yếu, thịt, cơm mà bạn ăn và tăng lượng rau, nhưng bạn không thể theo đuổi chế độ ăn hoàn toàn không ăn thực phẩm chính. Mặc dù với yếu tố bổ sung và lựa chọn các loại thịt, chọn thịt trắng sẽ tốt hơn so với thịt đỏ. Ví dụ, nhiều người chọn ăn cá và cảm thấy cá sẽ giúp cho họ khỏe mạnh và ăn nhiều hơn. Do đó, khi kết hợp chế độ ăn phòng ngừa bệnh tật với chế độ ăn ưu tiên thực phẩm có nguồn gốc thực vật tương tự như ăn chay, bạn cũng nên bố trí thời gian để thực hiện một số bài tập thể dục để tăng thể lực.
tập thể dục cũng là một loại thuốc tốt để ngăn ngừa và chữa trị các loại bệnh hiệu quả. Đái tháo đường và những tác động xấu tới thị giác. Khi mắc bệnh đái tháo đường, phần lớn chúng ta chỉ quan tâm đến lượng đường trong máu mà không hay biết đái tháo đường còn có thể tác động đến các bộ phận khác của cơ thể, đặc biệt là mắt. Vậy, đái tháo đường ảnh hưởng đến thị giác như thế nào và làm gì để giảm thiểu rủi ro này? Hãy cùng Cuộc Sống Hạnh Phúc tìm hiểu ngay sau đây. Mối quan hệ giữa đái tháo đường và thị lực. Trong vài thập kỷ qua, đã có sự gia tăng đáng kể số lượng bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường trên toàn thế giới. Tuy nhiên, phần lớn người mắc bệnh chưa nhận thức được tác động của nó đối với các cơ quan của cơ thể, bao gồm cả mắt. Nhiều bệnh nhân sẽ không biết rằng họ mắc bệnh đái tháo đường, cho đến khi họ được chẩn đoán mắc bệnh võng mạc đái tháo đường hoặc bệnh đa hồng cầu trong một cuộc kiểm tra mắt toàn diện. Theo đó, bệnh nhân sẽ được chuyển đến bác sĩ nội tiết để được tư vấn. Vậy đái tháo đường có thể ảnh hưởng đến mắt như thế nào? Mở mắt nhất thời. Những thay đổi bất thường của lượng đường trong máu gây ra bởi đái tháo đường có thể ảnh hưởng đến hình dạng thủy tinh thể trong mắt, đưa đến thay đổi tiêu điểm, nhất là khi mức đường trong máu cao. Việc này có thể gây ra mở mắt tùy vào mức đường trong máu. Ảnh hưởng này thường là ngắn hạn, nhưng có thể tác động đến một số người qua vài tháng. Bệnh võng mạc do đái tháo đường. Đây là bệnh mắt do đái tháo đường thông thường nhất và nghiêm trọng nhất. Bệnh là nguyên do hàng đầu gây mù lòa. Bệnh cườm mắt. Một ảnh hưởng dài hạn của bệnh đái tháo đường với thủy tinh thể là cườm mắt. Cườm mắt có thể xảy ra ở bất cứ ai, nhưng xảy ra thường và sớm hơn đối với những người bị đái tháo đường. Bệnh nhãn ép. Đái tháo đường làm tăng nguy cơ nhãn ép, đưa đến hư hại dần dần đến thần kinh thị giác phía sau mắt. Trong khi việc này thường phát triển từ từ mà không có triệu chứng trong giai đoạn đầu, bệnh có thể dẫn đến mù nếu không được phát hiện sớm và chữa trị hữu hiệu. Vì vậy, phát hiện sớm những bệnh này là điều cần thiết để bảo vệ thị lực. Đó là lý do tại sao việc kiểm tra nhãn khoa thường xuyên là rất quan trọng với người bệnh đái tháo đường để giúp phát hiện sớm các bệnh lý về mắt. Làm gì để bảo vệ thị lực cho bệnh nhân đái tháo đường? Kiểm soát đường huyết là rất quan trọng đối với bệnh nhân đái tháo đường. Một xét nghiệm máu đơn giản gọi là xét nghiệm hemoglobin A1C được thực hiện để đo lượng đường trong máu trung bình trong khoảng thời gian xác định và xác định xem có cần điều chỉnh thuốc hay không. Tuy nhiên, còn có những bước quan trọng khác mà bệnh nhân cần thực hiện để ngăn ngừa mất thị lực bao gồm: không hút thuốc. Tất cả các nhà nghiên cứu đều đồng tình rằng bệnh nhân đái tháo đường hút thuốc có nhiều khả năng gặp phải các bệnh lý võng mạc và bệnh đái tháo đường. Các bác sĩ nhãn khoa tin rằng hút thuốc có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về mắt do đái tháo đường tăng gấp 10 lần. Kiểm soát cân nặng. Những người thừa cân, béo phì có nguy cơ bị đái tháo đường gia tăng đáng kể. Thể dục đều đặn giúp insulin làm việc tốt hơn, giảm huyết áp, giảm cân và giảm căng thẳng. Việc giảm cân ngay cả chỉ 5-10% thể trọng hiện tại có thể đưa đến giảm thiểu nguy cơ đáng kể. Giữ cho huyết áp được kiểm soát tốt với huyết áp mục tiêu dưới 130/75 mm thủy ngân. Tăng huyết áp và bệnh đái tháo đường có khả năng dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh mắt do đái tháo đường. Huyết áp được kiểm soát tốt làm giảm đáng kể cả nguy cơ và mức độ của bệnh võng mạc tiểu đường. Điều trị thiếu máu. Có nhiều bằng chứng cho thấy mối liên hệ giữa bệnh đái tháo đường và tăng nguy cơ thiếu máu. Thiếu máu là một yếu tố nguy cơ điển hình cho sự phát triển của bệnh mắt đái tháo đường, cũng như là một yếu tố nguy cơ cho sự suy giảm của bệnh võng mạc đái tháo đường. Điều trị ngưng thở khi ngủ. Ngưng thở khi ngủ được đặc trưng bởi tắc nghẽn đường thở trên không liên tục dẫn đến mất máu.
không có gì đáng ngạc nhiên, bệnh này cũng có liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh mắt đái tháo đường cao hơn. Ngoài ra, những triệu chứng sau đây không nhất thiết là dấu hiệu bệnh võng mạc đái tháo đường, nhưng bạn nên luôn luôn chú ý theo dõi. Những chấm hoặc lỗ đen trong vùng thị giác mờ, méo mó, tối hoặc thấy một thành hai, khó thấy về đêm, hoặc nhạy cảm với đèn hoặc ánh sáng chói, thường phải thay đổi kính mắt, v.v. Tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do bệnh đái tháo đường và các biến chứng của nó gây tổn thất nặng nề cho bệnh nhân, người nhà và xã hội. Kiểm soát đường huyết, kiềm chế các sản phẩm thuốc lá, v.v. có thể không ngăn được sự gia tăng số lượng bệnh nhân đái tháo đường trên toàn thế giới, nhưng nó có thể có tác động sâu sắc đến việc tăng cường thể lực và chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân đái tháo đường. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.